Chỉ sau chưa đầy 24 tiếng kể từ khi Bayern Munich công bố việc chiêu mộ tiền đạo Harry Kane với giá 104 triệu bảng, một thỏa thuận mới nhất và kỷ lục trong lịch sử Bundesliga, họ đã đưa tên của anh vào danh sách đăng ký thi đấu cho trận siêu cúp Đức gặp RB Leipzig. Sự kiện được tổ chức vào rạng sáng ngày 13 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Mặc dù đã có Kane trong đội hình, tuy nhiên huấn luyện viên Julian Nagelsmann quyết định để anh ngồi dự bị và không xuất phát từ đầu. Thậm chí khi anh được tung vào sân, màn ra mắt của tiền đạo người Anh cũng không diễn ra suôn sẻ khi Bayern Munich phải trải qua một thất bại đầy đau thương trong hiệp 1. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, Bayern Munich đã phải chịu một cú sốc từ phía Leipzig. Dai Omo, tiền đạo tài năng của đội bóng này, đã thoát khỏi hàng thủ đối phương và thực hiện một cú sút đẳng cấp đánh bại thủ môn Aurai của Bayern Munich. Dù nỗ lực gia tăng áp lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Bayern Munich không thể xuyên thủng mảnh lưới của Leipzig và thậm chí đã phải nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 44 khi Dani Olmo tiếp tục tỏa sáng với cú đúp. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã đi bóng qua trung vệ Matthei De Ligt trước khi dứt điểm thành công, ghi bàn thứ hai cho Leipzig. Trong hiệp 2, Bayern Munich thay đổi và đưa Harry Kane vào sân, hy vọng anh có thể thay đổi tình thế. Tuy nhiên, dù đã có những pha bóng đáng chú ý, Kane và Bayern Munich vẫn không thể tạo nên sự thay đổi quan trọng. Điều này dẫn đến việc Leipzig giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3-0 trong trận siêu cúp Đức. Đây là một khởi đầu không mấy thuận lợi cho Harry Kane và Bayern Munich trong mùa bóng mới.